Chào dì. Chào con. Sanh kêu về họp mặt gia đình mà còn dắt người lạ về đây. Cậu Huy là bạn học của anh, là nhân vật quan trọng trong cuộc họp gia đình chúng ta. Sở dĩ hôm nay tôi có mặt ở đây là vì thứ ba, tức là ngày 15 vừa rồi, tôi có đi viếng người thân của tôi ở nghĩa trang Vĩnh Hằng. Và tôi có gặp bà Thanh đây, cũng đi viếng một người đàn ông. Tôi chưa từng gặp cậu. Lúc đó tôi đứng ở ngôi mộ khuất phía sau nên bà không có thấy tôi. Nhưng mà những gì bà nói tôi nghe rất rõ. Đã 25 năm rồi mình không gặp lại. Nghe từ bạn bè cũ tin anh mất, cho nên hôm nay tôi mới đến đây để viếng anh. Năm xưa là do tôi cài bẫy, lừa dối để anh giúp tôi mang thai thằng Khôi. Tuy thằng Khôi nó là con ruột của anh, nhưng nó không hề biết bí mật này. Ba tôi rất yêu dì, không ngờ dì cấm sừng lừa dối ba tôi mấy chục năm nay. Đồ khốn, anh dám vu khống mẹ tôi. Lấy đâu ra một thằng ất ơ này về rồi bịa ra một câu chuyện không có thật. Anh tưởng là ba tôi tin hả? Con bình tĩnh lại, buông anh hai ra. Bảo, cho dù con có ghét gì, ghét thằng Khôi tới mức độ nào đi chăng nữa, con cũng không nên bày ra cái chuyện tài đình này. Tất nhiên là tôi không ngu ngốc nói một câu chuyện mà không có chứng cứ. Sau khi nghe cậu Quy nói, tôi không biết là có thật hay không, cho nên tôi âm thầm lấy tóc của ba tôi và thằng Khôi đi xét nghiệm ADN.